tuần thứ 26, mùa thường niên, thứ năm. Vào bất cứ nhà nào, hãy nói: bình an cho nhà này. Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ, hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. Suy niệm: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng với những chỉ thị rõ ràng. Trước hết là thái độ bất bạo động và nghèo khó. Thứ đến là nhiệm vụ trao ban bình an và niềm vui. Sau cùng là mục đích làm vinh danh Thiên Chúa. Chúa mong muốn các gia đình Kitô hữu giữ được thái độ, nhiệm vụ và mục đích mà Người đã dạy. Gia đình tôi chứa đầy yêu thương hay thù hận, bình yên hay hoảng loạn. Ai đang làm chủ bản thân tôi và gia đình tôi? Thiên Chúa hay xác thịt thế gian? Lạy Chúa, với lời Chúa dạy hôm nay, xin cho gia đình chúng con biết yêu mến và làm vinh danh Chúa trong việc xây đắp một gia đình bình an, hạnh phúc, phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.